Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trống và Lân Hương Đại. Hôm nay cơ sở xuất Trống và Lân Hương Đại giới thiệu cho các bạn mẫu sản phẩm đầu lân men cốc, hàng full đề can, vẽ rất đẹp. Các bạn nhìn lông cừu rất dày nhá, gần bằng một gang tay luôn, rất mượt. Đề can vẽ này, các bạn nhìn rất đẹp luôn. Ba đèn led mắt vẽ đằng sau rất mượt mà. Mọi người cần mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0385 768 789 để trực tiếp mua hàng. Ok, bây giờ mọi người cùng thưởng thức. Bắt đầu. Giật, giật lắc, giật phát. Đấy, đấy. Chớp mắt, chớp liên tục đi. Chớp liên tục vào mắt à. Nhanh lên. Ok.